Ok các bạn, mình quay trở lại. Để là mình sẽ đi ra cái quét, mình biết cái trường là ra rồi, rồi mình sẽ từ từ mình sẽ nhớ. Mình sẽ chắc mình sẽ ngồi mình fusion một tí. Pool of Shadow. Nên là hình như là đúng là mình lưu ở trên cái SSD là nó sẽ không bị lỗi hơn. Không bị treo và nó load cái dữ liệu nhanh hơn ấy. Từ đấy là chúng ta sẽ không bị khức hình nhiều. Nên là mình sẽ thử mấy cái Special Fusion này thêm. Nên là cái con Artemis này là nó vẫn không mời mình nhỉ. Con này phải cần chó thì 21 à, mình cũng không có ý định mình thay cái Artemis của mình ấy. Mẹ từ level 37 vẫn bay này. Hoặc nghèo. Nên là set kỹ năng con này là ổn ấy. Bây giờ chúng ta chỉ buff thêm cái chỉ số nó lên là ngon. Nên là về các bạn là mình sẽ có cái con Matador này rồi. Bây giờ là mình có thể mình mua cái con Hell Rider ấy. Nên là mình có thể mình bỏ tiền ra Fusion luôn ấy. Nên đây là cái tiện của việc là chúng ta có nhiều tiền ấy. Nhưng mình muốn là mình lên cái con 52 này. Và chúng ta có cái con Hydra này. Hydra thì chúng ta chỉ phải gọi lại con Basilisk này. Thì nó sẽ có, con này là nó sẽ kháng lửa, yếu băng này. Thế nên là không, nó có khi nó không mạnh bằng cái con Jun này. Nhưng mà con này nó sẽ có chiêu độc ra, phun độc. Nên là cũng tiện vết nhỉ, nếu mà nó có phun lửa này. Nên là con này nó sẽ có chung phun lửa mạnh này. Nhưng bù lại là con này là cái magic là phò ấy, nên là có phun lửa thì được có phun lửa nhưng mà có khi nó cũng chẳng hay lắm. Nên nó có cái ít hô là cắn hồi máu này. Nên là có chiêu rapid. Nên là đây nên là cái con này nó thiên về đánh vật lý này. Và vitality con này là 43 không tệ lắm ấy. Hơn con này một tí nữa này. Con này 40 nhưng mà cái hữu dụng của con này là nó có cái magic nó khỏe. Nên là mình sẽ xài thử con này nhưng mà khả năng là con này nó không có không hữu ích bằng cái con Jun ấy. Để mình fusion là cái bây giờ mình chưa đủ ấy. Mình sẽ học hết mấy cái từ từ mình muốn học cái mà nó búp. Một cái là con quái của mình ấy, nó lên được level ấy luôn ấy. Nên mình sẽ hit hết mấy cái này đi. Thì nó sẽ có 600. Nên là đánh mấy cái DLC, quái DLC này nó cho mình mấy cái này rất là bá luôn đấy. Chúng ta có rất nhiều cái glory. Nên là mình không hiểu sao cái DLC này giống kiểu như kiểu là nó làm cho cái game nó dễ đi rất là nhiều ra ấy. Ui. Bây giờ mình có cái kiểu được bây giờ mình còn được 600 mấy này. Bút thêm mấy phát là 700. Trong khi đánh hai trong khi kiếm vãi kiếm tẹt gam mới kiếm được mấy con Mimen. Đánh mấy con DLC này vèo phát được bao nhiêu đồ luôn. À đâu, bao nhiêu cái glory luôn. Nhưng đánh 4 con nó cho mình 4 cái 400. Nhưng là bây giờ ta lại muốn đánh mấy cái con thì quá, con xương người quá. Nên là mình sẽ búp học một đống đi. Cái này mình muốn học này. Được thêm kinh nghiệm này khi mà nó fusion luôn này. Newly fusion. Cái này nó lại học thêm à? Thêm kinh nghiệm à? Bây giờ mình có nhiều mà. Healer cost là giảm này. Merchant cost. Mình không biết hai cái này nó có ấy nhưng mà mình sẽ học. Nên là chúng ta có nhiều mà chúng ta cứ xài. Rồi ấy mình sẽ đi farm thêm chẳng ra lắm. Cái này tăng cái kinh nghiệm này. Cái này thì mình nghĩ là quá vô dụng chả để làm gì. Nên là có thể boost thêm mấy cái này. Fire Mastery này. Rồi này đánh băng này. Cái này là cái mẹ này. Cái này là thêm về cái Magatsuhi à. Ok, mình sẽ tăng lên. Nên là mấy cái đấy là có cũng hay, không có cũng chẳng sao ấy. Nhưng mà mấy cái mà như là Divine Garrison này là chắc chắn là phải boost.
Nên là cũng không có nhiều cái lợi ích lắm. Có khi cái này có ích này, team mình hay bị ăn hành ấy, hay bị chết một con này là cái chỉ số cái nó lên. Có khi mình sẽ búp mấy cái này này, Air Level 3 này, Fort Mastery này. Nên bây giờ để phép thằng này nó càng ngày càng khỏe hơn ấy. Nên mấy cái chỉ số chính là chúng, nên mình nghĩ đã chắc là mình, nên là mình sẽ fusion rồi mình sẽ đăng ký lại trong trường hợp mình muốn lấy lại cái con run đất ấy. Thực ra là nó cũng sẽ lạc hậu nhanh thôi. Mấy con quái thừa mà nó không có chiêu là unique thì thực ra mình cũng không phải quá kinh khủng lắm ấy. Nhưng mà cái chính là mình muốn cho các bạn xem là mấy con special fusion đánh thử ấy có gì hot ấy. Trong khi mà nó còn đang đóng sốt ấy thì mình sẽ đánh thử thôi. Còn nếu mà chúng ta qua cái chapter kia rồi thì bọn nó lạc hậu ấy thì phần lớn là chúng ta sẽ không bao giờ dùng như mấy con là lúc đầu mình xài ấy đó. Là lúc bắt đầu mình đánh nó mà nó muộn quá ấy. Ví dụ như là mấy cái con Matador này chẳng hạn, hoặc là Hell Rider này cũng rất là hot này, nhưng mà vì mà mình lấy cái bọn này nó muộn quá nên mình chả có cơ hội mình xài ấy. Mặc dù cái con này cái kỹ năng rất là mạnh luôn này. Hell Spin, Hell Exhaust, Hell Burner này. Hoặc là cái con Megami này thế này, thần nước này. Nên là từ từ mình sẽ, nên là để fusion con này là nó sẽ phải cần con này này. Đấy. Con này thì nó sẽ cần cái thằng Power à. Mình fusion được không? Nên là mình sẽ ngồi mình fusion một chút này. Mình vào cái reverse này. Rồi mình sẽ đi đánh cái con boss này. Nó sẽ là level 39 nữa nhỉ. À đây mình xả được cái thằng Eligo này. Đỡ tốn tiền không? Legion, ok, mình nhưng cái thằng Power này ra thì mình sẽ làm mồi để mình có khi mình không cần cái này nữa. Okay. Nên thằng này nó cũng chẳng quan trọng này. Chúng ta sẽ làm mồi để chúng ta fusion con kia ấy. Fusion thì con thằng sư ta. Thằng sư ấy. Tuy nhiên fusion này lại mất tiền. Nên này nó sẽ lên học luôn một số cái chiêu của nó ấy. Nên nó sẽ cho mình sẽ cho nó học cái chiêu Thorn này. Mới bỏ mẹ cái Dark Sword này. Thì mấy cái này chắc mình nghĩ không bao giờ nó dùng được. Nó học được, nó lên được 2 level rồi nè. Tăng này tránh, tăng phòng thủ đấy, ngon này. Bỏ mẹ cái này này. Mấy cái mà block thôi. Sử dụng được item thì mình chẳng này. Level of Fusion. Nên là chỗ này sẽ có được cái Fin Rider. Cái này là lên được Rider luôn á. À, đây là Rider à, mình tưởng thằng sư. À, cái thằng sư kia là Fusion thường chứ không phải là Special. Nên là đây là cái list là bọn Rider, 4 thằng Rider này. Đây là 1, 2, 3 và 4 ấy. Thằng này là thằng yếu nhất trong 4 thằng này. Nhưng mà chúng ta muốn Fusion thằng cao hơn là chúng ta phải có cái thằng yếu hơn. Thế mới đều ấy. Đấy, mẹ em này. Nên là mình muốn là lấy thằng 52 và thằng 57 này. Để xài luôn cho nó nóng sốt ấy. Cái này là chúng ta sẽ phải bơm thêm 18.000 để hại gọi hai con này. Thực ra gọi thằng này thôi này. Ok, bây giờ thì thử xem. Thằng này nó đánh về... Thằng này nó ném lửa ngược lại á. Ô. Nên coi đánh phép cũng không tệ lắm nhỉ. Có Agidai này. Nhưng mà nó cũng không có chiêu gì đặc biệt đấy ta. Con này nó kháng... Con này nó chỉ yếu với điện thôi này. Con này mạnh phết. Nhưng có rất nhiều chiêu để thừa kế. Mình nghĩ là nó có thể mình tăng cái defense ấy. Chiêu nó đa dạng hơn một chút. Cái Thorn này cũng được nhỉ. Mình thực sự mình không biết là nó nên học cái gì. Nên thay đánh với team này đánh phép.
thể là đánh cái chiêu gian ma một tí nhá. Return Light Spring này. Low every try bên cái mình sẽ không vấn đề gì. Thực ra cái restore này không quan trọng lắm. Bỏ mẹ cái restore này. Mình sẽ book cái Light Spring này thôi. Is this demon to your liking? Nhưng mà cái Thorn này tương đối là tiện đấy, để mình nếu mà gọi con này ra mà điểm yếu thì mình sẽ Thorn nó ấy. Nên là cũng có thể là mình sẽ chắc không dùng con này lắm. Nên con này level 43 rồi, với tầm này là hơi bị lạc hậu rồi ấy. Nó được tên level Mana A này. Con này thi chuyên về đánh phép mà. Có Physics Block này. Notify Physics à? Ô, cái cạnh ngon phết nhỉ. Bởi vì là cái mà block thì cái mà block physics là bây giờ chúng ta không mua được mà. Nên là về ui thằng này cộng 7 cái này á, vãi lành thật. God bow này. Ok mình sẽ bỏ cái light spring này. Này. Nhưng mà cái này là mana A nè. Ok tôi không cần thì làm. Nhưng mà cái mình cần là cái physics block này, có vẻ ngon. Cái nó sẽ notify cho cả team luôn này. Nên là cái chúng ta không thì mình đang không biết thôi bỏ mẹ cái live spring này. Dekaza này. Negative startup buff effect. Cái gì mình có rồi. Chúng ta có nhiều con có rồi. Nên con này trông bây giờ mạnh phết đấy, đùa đâu. Bây giờ mình sẽ được cái con Fin Rider. Con này có gì mạnh nhỉ? Con này là thiên đánh vật lý và đánh gen à? Gian đai này. Như là một team mà có mấy bọn Rider này đánh tởm phết nhỉ? Nó cover hết tất cả các phép luôn đấy. Thực ra thì cũng không phải là cover lắm nhưng mà Magic bọn này tương đối là phò ấy. Đánh điện thì nói chung là có, nhưng mà thằng này mình cảm thấy nó thế là con này level 43 nó hơi bị thọt nhỉ? Cái con này rất là mạnh luôn này. Nếu mà đúng là mình đánh con này sớm thì mình dùng cái chiêu lửa này hơn ấy. Hoặc là đúng ra là mình nên là sử dụng mấy con này để đánh mấy con anh chị của nó ấy. Ví dụ giết con này, lấy con này phang con này. Hoặc là lấy con đánh lửa khỏe này là mình phang cái con băng thì đúng hơn. Bởi vì con này nó không yếu với băng ấy. Nên là chắc là mình nghĩ là đấy chiến thuật hợp lý hơn ấy. Con này là đánh băng rất là khỏe này. Level 52 nhưng mà con này tốn quá nhỉ, tạ tốn ghê nhỉ. Đâu, mấy con này mình có hết rồi mà, từ. Mình sẽ... mình sẽ lưu con này vào ấy. Nên là mình sẽ thử cái đội Rider của mình. Nên chúng ta fill thằng này luôn. Nên là chúng ta phải hy sinh anh Rider ấy. Anh này là gì? Anh này Rider trắng này, anh này Rider đỏ ấy. Đam mất cứ lo, con này đánh vật lý kinh quá nhỉ. Cái chỉ số nó cứ sàn sàn đấy. Venom Chaser này. Nhưng mà cái Damocus Claw này có vẻ kinh này. Critical Way này. Thằng này nó sẽ đánh chiêu gió á. Thằng này nó không phải thiên về đánh gió lắm. Nên là nó sẽ có chém điện này. Thằng này không có cái chỉ số gì kinh khủng lắm. Xếp gác này. Physics Block này nhỉ. Lên con mẹ mày cái này này. Thằng này nó sẽ kháng lại điện này. Ok. Nên là cũng có thể là mình sẽ không dùng món này lắm ấy. Chúng ta sẽ fusion để chúng ta lấy được con 52 ấy. Anh này là Red Rider. Trong mấy thằng Rider chả thằng nào support. Có khi mình không nên chả cần dùng cái này lắm ấy. Mình có sóc 3 rồi mình chẳng cần nhỉ. Ray attack ở line. Cái này thì không cần. Retaliate à. Cũng chả cần lắm.
Nên chúng ta sẽ có được phiên Black Rider. Yên tâm này, mình sẽ ngồi mình fusion hết mấy con này. Con này nó sẽ mất 13.000 à. Mình phải hy sinh con Jun này của mình. Bro. Nên là Red Rider ăn Jun này. Này sẽ là thằng đánh băng sao nhá. Thằng này cái potential của nó là cộng 7 luôn. Nên là có thằng này là thằng nhân vật chính của mình đang thọt về đánh băng mà. Trên thế thằng này là quan trọng phết. Magic này 52 à? Không tệ lắm nhỉ. Quick mana spin này. Để mình xem nào. Mình đã đăng ký thằng này chưa nhỉ? Mình đã đăng ký hết rồi. Đây chúng ta Team Rider này, level 62 này. 62 lại có 1 lít rồi, mẹ ngon đấy. Đây, chúng ta sẽ ấy đi. Bây giờ lại quá nhiều chiêu luôn, Dionga này. Dionga này level 2 nào nhỉ. Zandai này. Ok, mình sẽ không lấy mấy cái chiêu cũ nào nữa. Tăng né tránh này. Đó, hình như mình sắp học cái chiêu này rồi mà. Ok, mình sẽ lên cái physics block này, này. Tương đối là đắt nhỉ, 50 mấy này. Thằng này nó sẽ không đánh vật lý mà, nên là chúng ta bỏ hết mấy cái chiêu này. Mấy cái chiêu này là vô ích, chả để làm gì. Nhưng mà mình không biết là mình có nên lấy cái Zionga này không. Hoặc là sóc bao lại được này. Rồi cái ấy sao là mình sẽ học được cái chiêu này này. Tăng MP này và ma Mudon này. Này đánh Mudon kinh phết. Nên có thể con này là nó thay cho cái mấy con Jack Frog của mình ấy. À là Black Frog của mình ấy. Nên là mình sẽ xài con 52 luôn. Finn Black Rider luôn. Nên là cái con này nó sẽ chiêu đánh băng rất là mạnh. Mạnh hơn cái con sâu của mình bây giờ. Oh, ho, ho, ho. Yes. Nhưng mà không được level 54. Nên là mình có anh ngựa đen này. Anh này là ngựa trắng này. Ngựa trắng đánh lửa này. Mình muốn xem thằng này đánh tởm phết nhỉ. Đánh mấy cái chiêu ánh sáng này. Trên thời gian bọn đánh rất là tởm luôn đấy. Không phải gì. Nó ra cái phiên bản cơ bản của bọn này ra. Ok, mình sẽ lấy con này này. Nên chúng ta sẽ bỏ con băng này đi. Hơi phí đấy. Nhưng mà mình sẽ thừa kế thử mấy cái chiêu con này. Mấy cái chiêu hot xịn xò mà. Con này là có cắn lửa đấy. Có vẻ hợp. Toxic Cloud à. Nó có cái full độc này. Nhưng mà mình có Toxic Breath thôi, mình chả cần. Cái này là hút đam này. Hạ đam mết này. Giải phép này. Con này nó sẽ yếu với băng à. Negative buff effect này. Nó kháng băng này, ui ngon quá mẹ. Thế thì anh này mẹ mày. Nên là mình bảo là cứ thừa kế mấy cái kháng này rất là tiện nhá. Nếu mà ra còn được cái con nào fusion mà nó cần cái kháng ấy, đúng cái điểm yếu của nó thì rất là ngon luôn. Chúng ta nên mình không biết là có cần cái này không. Có khi cái này cũng ngon này. Nhưng mà con này cũng không thực sự phải tanker cơ lắm ấy. Nó một số cái chiêu vật lý lắm. Phang Breaker này cũng tiện này. Nên mình ôm cái Phang Breaker này cũng được này. Nhưng hình như cái level sau là nó sẽ có ít hole này. Nên đây là những cái con mà cập nhật mới nhất của mình ấy.
là anh Hydra, con trùng đầu tiên của chúng ta, bây giờ chỉ là con quái của chúng ta. Vitality cũng 6. Ít hồn. Cái này vừa cắn lại vừa hút máu á, cũng kinh quá nhỉ. Frenzy Chao này. Nên là để bóp mấy cái này là cho con này nó không thiếu một tí nào luôn. Nó có cắn lửa này. Resistance ai kháng băng này, Dekaza này, mình đang không biết là mình thay cái nào nhỉ. Cái này cắn đau phết, cái này tiện phết nhỉ, cắn mạnh rồi này nó còn hồi máu này, nó lại còn được cộng 3 nữa chứ. Nhưng mà cái Farm Breaker này mình cũng muốn cầm này. Cái gì cũng muốn, có cái chiêu phun lửa này cũng kinh này. Mình đang nghĩ là có khi là nó bỏ mẹ cái phun lửa đi. Bởi vì nó có cắn lửa thì tập trung hơn ấy. Phun lửa thì vệ tương đối yếu ấy. Nên là đây là cái lead của chúng ta. Nên là mình sẽ xài luôn hai con này. Mình mất cái con nào nhỉ? Thực ra mình cũng không mất con nào mấy. Nên đây là những cái lead xịn xò nhất trong thời điểm chúng ta. Bro. Nên trong cái phần này là mình vừa fusion là mình vừa ấy luôn. No. Nên là chúng ta sẽ có full đánh băng và đánh lửa đây. Đổi lại đội hình. À, có khi cầm thêm một cái con Idun nữa là ngon nhỉ. Đây là có mấy con tấn công rất là mạnh. Bao gồm là Backrider này. Và anh thằn lằn này. Đây này, Hydra của mình này. Cộng với một cái con support nữa như con này chẳng hạn. Con này cũng học được cái physics block á. What the... Nhiều con học physics block thế. Con này có rồi này. Nên là có khi em này hơi bị nhiều quá. Ôi mình cho em này, cho Idun mà. Idun vẫn được cưng. Nhưng là cái con Hydra này không có điểm yếu luôn này. Mình thì có điểm yếu lửa này. Okay. Nên là thực sự quan trọng lắm ấy. Mình thì nó tanh mà. Nên mình sẽ đi ra cái chỗ kia mình tần con kia thôi. Nên là mà hai cái bọn này là lần trước đánh mình, bây giờ nó đứng lên nó chơi. Cái bọn trông hơi thân thiện phết nhỉ. Ôi chết rồi, mẹ rồi, mẹ ở đây. À, nhưng mà may nó vẫn lên. Nhưng có cái đường này là đi đâu nhỉ? À, cái đường này ra ăn cái con Mime này. Ôi. Mai phục mình à? Mẹ tao tốn 40.000 tao mua mày, mày cái sắc chó của mày ra mày. Chỉ tao ra quân địch nó đánh trước rồi, à đâu. Thì mày chết mẹ này. Tao ra từ từ mình hút rồi. Đánh gió này. Bây giờ mình sẽ đánh một chiêu đi rồi mày này. Có khi con này chết luôn nhỉ. Ồ, mạnh quá. Too strong for you. Con này đúng không? Bây giờ như kiểu là mẹ như kiểu là gà vịt với anh. Hút. Nên bên thằng này hút mạnh phết đấy, đùa. Đấy, mẹ một lần 50 mấy cơ mà. Nên là nếu mà thiếu MP là cứ đứng để cho thằng nhân vật chính nó hút đấy. Tất nhiên bọn nó chả làm gì được mình rồi. Critical wave, à nó vẫn đánh được critical, vừa nói xong. Nó sao nó mất lượt nhỉ? Nhưng nó đánh mid rồi ra. Nghe mà đánh cái Makatsuhi. Cho anh Backrider này, thay có cái chiêu Soul Divide này kinh phết nhỉ? Ufu Dai, từ full băng này. Nên là có khi con này chết luôn này, bọn này chết luôn. Ui dồi. Anh
phơi các chú. Mẹ con rắn nó đánh nhau mình to thế, bây giờ thì bé tí. Chán ơi chán. Mình thấy nó đúng là hơi bị kiểu như kiểu là bôi bác bãi đái ấy. Là đúng ra nó phải kiểu cái size con này đúng ra nó phải gấp đôi như này mới hợp lý. Đây nhìn trông bé tí luôn. Bôi bác vẽ tè. Mẹ từ con trùng đầu tiên rất là hoành tráng, đi theo thằng đệ mình thì trông là pussy vãi đét, trông nhỏ xíu luôn đấy, thề luôn. Đúng rồi, con Hydra này phải rất là to ấy. Nó làm to hơn một tí thì có chết ai đâu. Anh no bụng này. Thằng này chết luôn. Úi dồi mẹ. Cái kiểu cái potential của này nó là cộng 7, nó vãi tè thật đấy. Nên là đánh băng là mẹ mày, thằng nào điểm yếu băng là gần như thằng này chết. Mẹ mày bậy ta đúng không? Chó ấy. Con chó sao ấy. Kiểu nó bậy mình để nó theo thằng khác có contract mới. Nên là mình không biết là có... hình như trên kia là có con trùm rồi đó. Thế nên là có cái gì. Nhưng mình phải đi lên mái này. Cái chỗ này là cái đường sau à? Chỗ này đường cụt đấy rồi. Thế là cái chỗ này là lần trước mình đánh cái chỗ kết giới của nó nhỉ? Nên nó vẫn có cái đường qua. Hả? Đúng rồi, cái chỗ này đánh mấy cái kết giới này. Ủa, thế là nó ngay cái đoạn này nó đi qua này. Rồi. Nên là chúng ta lên cái chỗ chúng ta muốn là chúng ta lên cái mái đằng kia ấy. Rất là nhiều đồ phết nhỉ. Mình đang làm cái quest mà có tìm kim cương ấy. Hình như quen nó đi tìm kim cương rồi. Aquandai Pycalat. Cái này nó là cái quest gì nhỉ? À, cái thằng này nó bảo là mình đi ra cái mái kia để mình đánh cái con trùm ra Tyrant cái gì ấy. Đây là mình đang làm. Thế mình đang làm cái quest này của thằng này ra. Nên là đúng là cái đoạn này nó cho mình bay thì tốt. Đi vòng là hơi phiền. Đúng là cái đoạn nào mình mở rồi nó nên mở cho mình cái tính năng bay ấy. Thì chúng ta tìm đường nó dễ. Đi vòng là kia mình. Nó rơi con mẹ trong đây. Còn mấy cái máy bán hàng. Cái này còn lên được không? Yep, chỗ này rớt kinh thế. Mình phải teleport này mà. Tương đối là phiền. Ui vừa nói xong lại rơi xuống. Nhận ra mình bị điên đứng này. Nên là chúng ta phải để ý map. Cứ cắm đeo cắm cổ chạy rơi mẹ xuống vực. Nó sẽ là đi lên đây này. Nên là hy vọng là mình không bị dọn tin rồi chúng ta lại phải quay lại. Đó sẽ là cái đoạn này. Đừng bậy ta nha. Diamond 3 cái, ủ vãi. Mẹ, ôi. Hình như xong cái quét kia rồi ra nhỉ. Nó có cái quét mà con kia nó bảo mình đi nhặt đá quý. Nên hình như là cái con. Nên hình như là cái con sao biển này nó sẽ giúp mình nhặt được nhiều đồ đá quý hơn nữa. Nên đây là cái con Tyrant này. Thằng này nó chỉ lên trên này. Physics Dancer. Ố, thế là cái Physics Dancer này là mình sẽ nhặt ở ngoài. Mình sẽ không mua được ở trong shop ấy. Thế là đi nhặt được đầy một đầy. Ê, tòa nhà này phù hợp với ta. Ta thích thế. Nên thằng này là mấy cái thằng kiểu trồn. Ồ, người đã giúp ta đỡ phiền phức à? Phải tìm người à?
Ngươi là người đã giết cái con Befeuille, có phải không? À, cái con mà ngồi trong toilet ấy. À, thằng này chắc là kiểu anh em của nó ấy. Nó báo thù. Bla 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 bla. Nhưng mình không nghĩ là nó mạnh bằng mấy cái con Raider thằng Tần à. Ui, mẹ mày đội hình nó kinh phết nhỉ. Mình tưởng là nó solo mình. Này level 51 à. Nhưng về các bạn con này nó chỉ là con quái thường, nó yếu với băng này. Ô mẹ. Xong. Thế thì anh xin lỗi chủ. Này. Mình không biết là mình có cần cái con Hydra này. Cái tầm cái đoạn này có con Artemis thì ngon. Phun lửa. Con này nó kháng lửa này, chúng ta sẽ không. Mình là Toxic Breath này. Chiêu độc quyền của anh rắn ấy. Nó kháng hết á. Mình không biết là mình nên kích hoạt cái Magatsuhi không? Chắc mình nghĩ chắc không cần. Phó. Nó lại yếu với băng. Đúng là mình phải ken mấy con đệ á. À? Nó có đệ yếu với băng à? Ồ. 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 Úi dồi ôi thật. Cả lũ lại yếu băng luôn. Attack. Nằm bà. Mạnh vậy. Maracunda defend down. Ồ, quay nó có chiêu bút. Mẹ đánh đúng cái thằng điểm yếu thành vật chính. Hơi đau đấy. Mình không biết, mình không nghĩ là cần cái thằng con Hydra là lắm ấy. Con này về cơ bản là mạnh nhưng mà bây giờ nó không trúng cái điểm yếu nên mình sẽ mình lại gọi con Artemis của mình về để mình bắp. Nên là con này bắp rất là uy tín. Bắp rất là nhiệt tình. Mẹ chỉ cần cướp nó một cái là mình đã được có thêm 50% đam rồi. Nên là rất là sướng. Nên là rồi ví dụ như này chẳng hạn. Nên là nó đã mẹ. Nên là mình đã có thêm 50% đam rồi. Thì mình sẽ búp cho team này. Để có Idu nơi thoải mái. Như là mình đánh cái chiêu phò phò vậy, phun băng để cho chết dần vậy. Soul Divine này. Mình thử cái Soul Divine này vào đúng không? Ui mít hết á, à? What the... Oh, đùa mẹ, ảo thật đấy. Ôi. Cái Megaton Press để đánh mạnh thế. Bro. Đánh chết con y đuôi mình luôn. Ui. Tôi chết từ đó. Mẹ mày coi thường nó quá. Ui. Tự nhiên nó ra cái chiêu đánh mạnh vãi đái luôn. Hơi bất ngờ đấy. Ôi mẹ nó. Tự nhiên lại mẹ. Ui. Nó đấm một chiêu mà nó bay tim mình luôn. Mình coi thường nó quá. Mày em nào hồi máu. Em này mẹ mày hồi máu. Vào tiếp viện ngay khẩn trương. Sao bỏ mẹ này, không ổn này. À, mình đang bị cái defend down của nó. Còn tập trung giết một con này đi. Tập trung giết mẹ mấy cái con Orobat của nó. Con chó này nó khó chịu quá. Mẹ mấy con Orobat này búp khó chịu quá. À quên, là nó đi bắp mình khó chịu quá. Có khi tí nữa mình phải ném một cái kháng physical ấy. Thằng Back Rider mình có ấy. Để chúng ta không bị dọn ở team sau ấy. Thực ra mình sẽ dùng item này. Item mình đầy. Physic đó là cái gì nhỉ? Mẹ coi thường nó tí nữa bị cho ăn hành. Physic Damper. Đánh bố mới đi con. Đánh Aguila. Úi dồi ôi, mẹ nó đánh với điểm yếu của mình. Đúng
Đúng ra mình phải đổi cái điểm yếu thành nhân vật chính. Mình vẫn giữ của nó dở hơi quá. Đúng cái con này nó đánh được lửa đấy. Thế nhiên là mấy cái bọn này nó có thể du ngủ được cái thế. Dở thật đấy. Mấy con này là du được ngủ. Mình cho bọn này ngủ hết. Mình không scan được nó. Orobat này chết con mẹ. Đam mê mình chưa được boost, đánh chán quá. Nên là chúng ta phải giết một hai con của nó đi để cho nó đỡ phiền. Thành nhân vật chính mình sắp chết luôn rồi. Đùa phun băng chán đấy. Ivret là khả năng là một con Orobat lại chết. Chết con mẹ mày. Die bitch. Lullaby rồi mà. Ngủ đi. Ha, à, hai con ngủ. Ngon. Ok, mình sẽ dùng cái physics nhé. Okay, khả năng thằng nhân vật chính mình sẽ bị chết. Rồi nó sẽ đánh cái chiêu lửa vào người thằng nhân vật chính mình. Mẹ con này nó ăn gì mà nó khôn thế nhỉ? Ủa thề nó ăn cái ăn gì mà nó khôn thế? Mình dở thật lại, mình lại mang cái thằng nhân vật chính điểm yếu thế này đi. Ui, con này cũng điểm yếu lửa đấy. Còn mẹ đấy chứ. Nó giết luôn cái người mẫu của mình. Dở thật đấy, mẹ cầm mẹ. Để cái thằng nhân vật chính nó điểm yếu đi, nó pha con này. Mình không biết là gọi con Drake được mà không. Con này có chiêu búp nhỉ? Con này nó có chiêu búp này. Mình phải vào đây. Thôi được rồi, cứ cho hai con kia ngủ đi. Giờ nhờ mẹ cái thằng nhân vật chính mình nó lại bị yếu. Để focus con này. Quá tệ luôn đấy. Mình lại để thằng nhân vật chính mình bị điểm yếu này. Thọt vãi đái luôn. Đấm thế mà. Con này, à được, hai con này sắp chết. Mình cho mấy con này chết luôn. Đỡ về ngủ. Mày đỡ về ngủ lanh quanh cái này. Sao mình nghĩ là vẫn đánh được thôi. Nhưng mà cái chính là chúng ta không được để thằng kia nó dọa thằng nhân vật chính mình ấy. Mày cho mày phát mình chết con mẹ. Ý là anh có đội hình băng mà anh chả sợ. Nó lại đánh lửa thằng nhân vật chính như mình. Megaton Threat à, cho mày chết con mẹ. Né này. Ờ, mình phải đánh cái Magatsuhi mới đúng không? Mình phải đánh cái ma. Lỡ vậy một lượt. Không sao. Bufudai Potential 7x. Thì mày sắp chết mẹ. Đập cho phát 2 lít. Con này bây giờ con nên cái con Blackford này sắp lạc hậu rồi. Hồi máu ấy. Ui mẹ con này hồi cũng tởm quá nhỉ. 2 Brad này. 4 lít này. Con này thêm phát nữa. Ui dồi. Gặp anh Black Rider anh ấy cho một trận. Đấm cho phát chết rồi. Nên là hơi bị dở đấy. Mình để nó đấm vào điểm yếu thằng nhân vật chính mình. Nhưng mà không sao, chúng ta vẫn chiến thắng. Kiểu như là làm trận chiến nó hay ho hơn. Even the Mighty King. Thằng này mà là vua tạm quỷ. Mà chỉ là con quái thường thôi. Ok, ông cút mẹ mà đi. Thằng này nó chỉ là con quái thường thôi mà. Thằng này nó không phải là special ấy kiểu. Tuổi chó đi mà này. Chỗ này ở đây có một con này. Nên nếu mà chúng ta làm quét này chúng ta sẽ đi bắt luôn con Mime này. Nên là nếu mà không nhầm là nó ở bên kia luôn. Đây thằng này nó đứng ở bên kia này.
Ta giao quét cho mình ra. Đó như hình như là chưa xong hay sao nhỉ? Nó sẽ có một list là mấy cái thằng ấy ở đây, mấy recovery. Có thể cái trận này là Artemis bị yếu lửa, nó cho một phát bay màu luôn vãi lên. Có khi mình nên búp cái hồi lại. Mình xài này nó tốn quá. Mình có khi mình sẽ búp luôn. Mình mua cái mà nó hồi máu rẻ tiền hơn ấy. Có khi chúng ta sẽ tiết kiệm được một mớ tiền ấy. Well. Bởi vì là đúng ra là các bạn không nên sử dụng cái này đâu, bởi vì các bạn chạy lung tung các bạn hồi được ấy. Nhưng mà vì lý do mình muốn cho nhanh thì mình sẽ xài hơi bị hoang ấy. Thực ra đúng ra là nếu mà mua cái Miracle này là nó hơi bị lãng phí ấy, chả để làm cái gì. Này. À đâu mình mua rồi à? Hồi máu. Thế là mình lãng phí tiền rồi. Mấy cái này thì nên là chắc mình nghĩ là mình sẽ búp thêm cái này ấy. You wish to learn. Electric Mastery là level 5 rồi. Fire Mastery, Eye Mastery. You wish to learn. Okay. Chúng ta farm được mà chẳng có gì. Phép thằng này rất là mạnh luôn. Để mình xem nào. Nên là khả năng cái quest này là mình sẽ quay lại mình đi đánh hết mấy cái con Tyrant đấy. Oh. Nhưng mà mình không biết là cái lead thằng này là thằng nào nhỉ. Nó là quest à? Glitter of the... Ok, quest này xong rồi đã. Vẫn còn thiếu một cái này. Poucher Beyond Control này. Đó, cái này là một cái lỗ lớn ở Shinagawa North Pie à? Return of the True Demon. Cái này mình đập hết rồi. Dr. Ladwig. Cái quest này thì nó khó này. The Root of Problem. Ok. Nên là mình sẽ quay lại sau để mình ấy đi. Nên là mình sẽ khả năng là mình sẽ teleport ra mấy cái chỗ này mình đánh mấy con hai con tròn tròn này, này. Nên là hình như hai con này nó không liên quan gì đến quest này ra. À đâu? Cái quest này là cái là trả cái quest là con Demeter à? Oh. Thế sẽ để mình đi hoàn thiện luôn cái quest này nhỉ. Đâu, cái quest này là hoàn thiện rồi. Này. Nên tôi sẽ phải đi gặp cái con Demeter này. Nó ở cái đoạn nào nhỉ? Hình như đây ra. Nên là một lần nữa lại gặp cái con Demeter đó. Chỗ không ở chỗ này rồi. Chúng ta sẽ là cái chỗ này này. Ở đâu? Như chỗ này đúng rồi nhé. Bây giờ lên chỗ kia kiểu gì nhỉ? Từ đi từ. À đúng rồi, chỗ này đúng rồi. Mình phải rẽ đây này, mình nhảy lên rẽ phải. Để gặp em này. Khả năng là mình phải đánh mấy cái con chim đều này. Chả muốn đánh tí nào. Okay, mình sẽ đánh thêm một tí nữa vậy. Lại mấy con đều này. Chính là cái thằng Naga này mạnh phết nhưng mà mình không xài. Là bây giờ anh ấy đã lạc hậu. Level 40 mẹ. Tầm này thì bây giờ còn xài. Ui. Gần chết luôn. Thế ra mình sắp mạnh thì đã phải chết luôn. Để phun băng. Nên là cộng 7 này chắc mình nghĩ là cũng khác, chả khác gì đánh vào điểm yếu nào. Nó ấy á. Quen nó có chiêu đánh gió này, phù hợp cho bọn mày luôn này, con này yếu quá không mạnh rằng, nhưng mà chính chân nhưng mà chính bây giờ phép bá đạo á. Úi dồi mẹ, oánh một phát bay màu rồi. Ôi, mẹ con rắn mà nhỉ. Snake của anh Snake. Phần này của mấy con special này kỹ năng bá đạo thật đấy. Nhìn bé tí này chồng. Thằng cha mẹ. Nhìn trông mất hình tượng vãi tè luôn. Con này lúc đầu to ơi là to. Để nó cào vài phát rồi.
Trời, mày chết con mẹ rồi. Thế phải nhanh không? Cái này bị đánh tổng á. Nên là có DLC là thằng này có nhiều cái glory mẹ bê. Cái phép thằng này nó to thật đấy. Nó đánh cực kỳ đau luôn đấy. Lại gặp mấy cái con này. Ok, bọn em nó yếu với băng rồi. Là phiền. Nên đánh cái chiêu này là 29 nó sẽ refund lại cho mình 10. Nên là chúng ta chỉ phải mất 10 cái MP. Cái này là tiện, nó lợi thế chứ. Thôi, quên mất rồi, mình đổi mẹ full độc đi. Có chúng ai hộ tao cái. Ui. Full độc này vừa mất máu lại còn vừa bị toxic á, tởm ấy, vãi đèn, vãi trưởng luôn. Nhưng mà mạnh trong việc để giết quái thường. Ui, mẹ nó độc hết cả lũ luôn. Nên là nếu mà chúng ta cần độc thì bây giờ chúng ta đã có con đánh độc tương đối là bá ấy. Đúng ra là hai ra này mình nên cho nó học thêm một cái chiêu gì mà nó đánh được cái kiểu là tận dụng được cái việc mà nó bị độc ấy. Cái này còn cắn à. Nếu mà có chiêu thì tận dụng được cái nó bị độc thì ngon hơn. Ui dồi ôi, Frenzy Bind. Đánh tởm quá. Đáng tiền anh bỏ ra. Nên là khi nào mà có cái con nào mà nó dễ bị dính mấy cái thuộc tính, ví dụ như là kiểu máy thâm mắt sồ ấy, hoặc là cho nó ngủ, hoặc là cho nó con phiêu ấy, thì mình sẽ gọi con Hydra này dạng tiện này. Con này bây giờ tương đối là bà đạo. Harvest time. Harvest Physical Damper. Ôi, oh, what the f. À, nãy mình xài rồi. Ok, thế là mình xài hai cái để bây giờ nó lại búp cho mình ngược lại hai cái. Wow. Mình có lên level. Ui, mẹ thằng này lên level 7 lắm. Phép của nó này. Phép này như kiểu mẹ mũi chọc. Mình lại học được cái essence thằng này rồi. You told Dimitri what? Tyrant. Okay. Thì bây giờ Tyrant đã an hành rồi sao? Bla bla bla. Nếu mà cậu cảm thấy có nguy hiểm gì à thì hãy báo tôi ngay. Good day for you. Chúng ta sẽ mở được cái Tyrant Moloch à. Thế là cô mình sẽ quay lại sau để mình thế là mấy con kia này hình như nó không phải lên quần quét à. Hai con này nó chỉ là mấy con quái to thôi. Ok, mình sẽ quay lại sau để mình chơi tiếp ấy. Nên đây là... Thế hóa ra đây là nó hoàn thiện một cái quest của cái phần này thôi. Nhưng một lần nữa, nếu các bạn nào thấy nội dung này hấp dẫn, hãy like, hãy comment, hãy đăng ký. Và nếu có thể hãy trở thành supporter để giúp mình tiếp tục xây dựng được những cái nội dung hay ho như này trên cái channel này ấy. Chơi được nhiều game cũ mà hay theo cái format mình mong muốn ấy. Như kiểu trò Persona 5 này, Chrono Trigger kiểu ấy. Và tất nhiên cái trò Shin Megami Tensei để cho các bạn có được cái nội dung hay nhất ấy. Để các bạn xem được cái game này, thưởng thức được cái game này một cách hay nhất, chuẩn nhất. Ok, mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ quay lại sau để mình chơi tiếp. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.